Chào mừng các bạn đã đến với kênh Hắc Sa Ha của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ cho bạn về chủ đề cách chế biến hạnh nhân bọc sô-cô-la. Hạnh nhân bọc sô-cô-la rất thích hợp để mời khách nhâm nhi khi đến nhà bạn chơi vào dịp cuối tuần. Nguyên liệu: hạt hạnh nhân 50g, sô-cô-la 81% 40g, đường 30g, dầu ăn 20ml. Cách làm: bước 1. Hạnh nhân các bạn có thể làm chín bằng hai cách: hoặc dàn mỏng rồi sấy trong lò nướng, hoặc cho vào chảo rang. Khi ăn thử thấy hạt có độ giòn bùi, tức là hạt đã chín. Bước 2. Đun một nồi nước, đặt lên miệng nồi au inox, rồi thả sô-cô-la vào đun cách thủy để làm nóng chảy sô-cô-la. Để sô-cô-la được bóng và mực hơn, các bạn có thể thêm vào chút dầu ăn, bơ hoặc kem whisping tùy theo sở thích. Bước 3. Vì mình sử dụng sô-cô-la có tỷ lệ nguyên chất khá cao nên sẽ có vị ngâm đắng. Các bạn có thể sử dụng đường bột cho vào sô-cô-la nóng chảy để làm giảm vị đắng và giúp sô-cô-la có độ mịn bóng. Tuy nhiên, mình lại thích miếng sô-cô-la có lẫn vị lão xạ của hạt đường khi nhai nên mình sử dụng đường trắng thông thường. Bước 4. Trút hạnh nhân vào ô sô-cô-la nóng chảy, đảo cho các hạt hạnh nhân được phủ đều một lớp sô-cô-la bên ngoài. Sau đó, các bạn gắp từng hạt hạnh nhân ra khay có trải một lớp giấy bạc. Giữa các viên kẹo hạnh nhân nên có khoảng cách để không bị dính vào nhau. Bước 5. Đợi sô-cô-la nguội và cứng lại, các bạn cất vào lọ thủy tinh có nắp đậy kín để đãi khách vào dịp Tết nhé. Món hạnh nhân bọc sô-cô-la có thể để được với nhiệt độ thường trong khoảng một tuần. Tuy nhiên, nếu muốn dự trữ trong thời gian dài hơn hoặc vào những hôm thời tiết quá nồm, ẩm, thì tốt nhất các bạn nên bảo quản trong tủ lạnh nhé. Chúc các bạn thành công và ngon miệng với hạt hạnh nhân bọc sô-cô-la. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Hắc Sa Ha của chúng tôi. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi của mình sẽ giúp ích được cho các mẹ bầu. Nếu các bạn còn thắc mắc gì hay có chia sẻ về vấn đề này, thì hãy để lại cảm nhận bên dưới cho mọi người cùng tham khảo nhé. Và đừng quên ấn vào nút subscribe, đăng ký bên dưới để thường xuyên theo dõi những video hữu ích nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!